món quà hết sức đặc biệt từ Hàn Quốc về đến cho các bạn ở Việt Nam nhé. Ôi, có cả bánh này. Ami ơi, cậu thích thật đấy. Cậu được bay đi khắp mọi nơi. Thế tất cả là cậu được đi những đâu rồi? Xin chào tất cả mọi người. Tớ may mắn được bay đi khắp nơi trên thế giới, khám phá bầu trời xanh bao la. À, thế thì chắc chắn cậu là chỉ ong nâu 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 ở trong truyền thuyết đúng không? Không, tớ là sứ giả của tình yêu thương và hòa bình. Tớ chỉ mong một ngày nào đó hết dịch, tớ sẽ chở các cậu cùng gia đình của mình đi du lịch khắp nơi ở Việt Nam và trên thế giới nữa. Rồi. Cảm ơn mọi người thế này. Ý tôi muốn nói với Ami là thế này. Ami đã mang đến một tiết mục rất là sôi động. Ami đã mang đến những món quà rất là ý nghĩa. Ami đã đến với lớp học này trong một cái tình cảm rất là dạt dào. Ami đã... Ý thầy là thầy muốn cảm ơn Ami đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn Ami nhá. Lớp học Diệu Kỳ xin được cảm ơn Ami. Cảm ơn Ami. Hy vọng rằng ở trong những cuộc hành trình sắp tới, Ami sẽ đồng hành với tất cả mọi người nhá. Xin chào. Chào các bạn. Chào. Tạm biệt nhá. Chào các bạn phi công.